nhúng da hai cục. Người hai cục. Ủa chấm với này hả mấy? Okay. À cái này chấm này. Bỏ vô kia. Để thưởng thức món này thử. Chay mộc nhiên. Mộc nhiên Long Khánh. Đầu thử coi ngon không? Cái món này kêu bằng món gì? Món này kêu món gì? Bì cuốn. Bì cuốn hả? Hả? Bì cuốn hả? Dạ. Đâu? Cũng được. Ngon. Ngon hơn. Quá tuyệt vời. Ngon quá. Tiếp rồi bạn. Ly này không có đá. Uống thử miếng nước coi. Ngon. Nước ngon, nước lọc ngon. Ngon quá. Mới người hai cục hả? Cái gì? Ây da. Ôi, tụi ớt chí. Thầy đâu phải ấy mà bỏ tụi ớt. Làm thử miếng nữa. Ngon quá. Quá ngon. À bì cuốn ngon quá. Uống thử miếng nước ra. Nước lọc ngon. Ăn rồi bắp. Rồi. Món này món gì bé ba? Chả giò bắp. Chả giò bắp. À thử coi. À một miếng này nữa đúng không? Bắp cây ngon. Một miếng cắm đây. Đầu thử coi chả giò bắp coi. Đầu thử coi. Nó kêu là rang bắp. Ngon. Kiếm giấy cho, kiếm giấy lau miệng. Người hai cục hả? Đúng vậy. À làm thử coi. Ờ kêu có kêu lẩu kêu gì không? Không, cơm. Chứ kêu cơm gì? Một hả? Bột cơm chiên một miếng thề. Wow. Anh ăn mấy cục rồi? Hai cục. Rồi làm thử cái coi, nữa coi. Ba ăn mấy cục rồi. Nhưng mà ăn cục không hai cục nên quên rồi. Thấy. Ngon quá. Hai cục. Đây thôi. Ừ. Bye bye. Ngon. Ăn ngon. Ngon quá, thử miếng nước à. Nước lọc à. À quá ngon. Rồi, giờ là tới món này món gì đây? Hả? Gỏi ngó sen. Đây đây. Đây, bỏ đây bỏ đây. Đó, vô đây mấy miếng bánh tráng. Không, không có sốt. Được yên trí, bỏ đây không có sốt rồi, bỏ đây. Rồi, bước tiếp theo nha. Là gấp một miếng sườn. Sườn non. Sườn non rồi. Một ít ngó sen. Ngó sen, ngó sen. Rồi, bắt đầu. Bước tiếp theo. Ăn thử mới đánh giá được nha. Sườn này nó chi hả? Quá ngon. Ngon. Cái này cái vị đồ của nó rất là hay không? Nó chua chua ngọt ngọt. Thơm ngon. Uống miếng nước coi, ngon không? Nước quá ngon. Ngon á, gỏi này ngon á.
Mấy món món ăn chơi à? Không có lẩu bò rồi. Ôi trời, giỡn tụi bay. Có nghĩa là lẩu bò chay. Ăn nó như lẩu bò thiệt kìa. Còn đòi món màu bè nữa. Đúng là ngon thiệt. Quá ngon. Bắn dính nha. Ngon quá. Quá ngon, quá ngon. Đúng là tỏi ngon thiệt. Cây mộc nhiên lồng thánh à. Rồi cây này dầu mỡ lắm, tiết ha. Không, cây này ít dầu mỡ. Làm ngon á. Món nước này ngon nhất. Nó đâu có nhận ra. Nó đâu nhận ra ăn chay mà đợi ngon. Ăn chay hồi kỳ trước á. Mới hỏi cái ông mà quán chay á. Hỏi tại sao mà anh chế biến đồ chay mà tại sao ăn nó ngọt, nó như bột ngọt mà nó như như thịt đồ này nọ. Thì anh chàng đó nói là bột ngọt có quyền bỏ mà, tại bột ngọt nó là mì thôi, nó chả qua là nó là khoai mì nấu ra thôi. Khoai mì nấu ra thôi, đâu có gì đâu. Bột ngọt được bỏ mà. Hả? À, được bỏ. Có hạt lê không được thôi. Ừ. Không nên về nhà ăn chay vậy. Món gì? Lẩu lắm. Lẩu chay. Cơm bún bò. Ừ. Bún bò. Ngon lắm. Chay có gì đâu mà mình phải mua bún bò mình làm quá. Bên trên quán Thiên Ý nè nó bán là bún bò chay nè. Rồi ạ. Hủ tiếu chay, hủ tiếu giò heo. Miếng cơm. Hai món đó hả? Ngon quá. Tiếp tới món gì đây? Cái này phải có nước tương chứ thằng hả? Đợi đợi người ta mang nước tương ra đây con. Ăn gì mà gấp quá. Có thôi bà ăn. Ăn trộn phẳng này hả? Ở đây là cái gì đây? Chả hả? Ở đây quán chay mộc nhiên cũng nhận làm món gì ăn ngon. Đồ hủ của họ cũng nêm vô một cái vị rất là ngon nha. Một miếng nấm rơm mà sao đồ ít quá. Cho anh vài cặm. Anh mập rồi. Cho rau đi. À, đúng rồi. Ok. Chủ yếu là rau. Cho miếng nấm rồi. Rồi. Rất là ngon nha. Phải nói là một cái hương vị rất tuyệt vời. Ở đây nấu đồ chay mà ăn như là đồ mặn. Không phải nấu món mặn mà ăn như món chay. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Có đường phải chắc không nhiều. Có đường phải nhiều nhiều ít quá, ít quá. Nó đời ít là ngon, rồi nó là vậy, nhiều là nó không ngon. Dành hai người ăn mà, tại ăn chay không có bỏ được. Rồi bắt đầu tới cơm lá sen, cơm lá sen ở trong này là nó gồm có gì ta? Hột sen. Hột sen đây nè, cơm sen, cơm chiên chiên hả? Hột sen đây nè. Wow, tất cả đều có cái món mà món su tím này ha. Sim tú nè, su tím nè. Sim tú, su tím. Rồi bây giờ mình thử cái hột sen nữa đây. Hột sen.
ăn nghe mùi vị giống hột sen. Nó có hương sen, ăn giống như là cô sen vậy. Đợi chút lấy muỗng ra nè. Người đẹp xúc giùm cho cơm nè. Thêm miếng rau ít vậy sao đủ lót dạ. Thêm miếng nữa đi. Ăn đi đã ba rồi về chứ ăn muỗng. Trời ạ. Anh đâu có ăn muỗng được đâu. Wow, rồi để thử coi. À, quá. Sao không có cái hột sen nào trời? Sen mạ thôi nè. Hả? Phải không? Vậy hả? Để kiếm cái hột sen nè. Đây nè. Rồi, ok, phải ăn vậy chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử coi ha. À, coi thử coi. Để coi ngon không nè. Thử coi ngon hay không là biết liền. Coi không. Không ngon. Ngon hả? Ngon. Không biết tên luôn nè. Để ăn, ăn kỹ lại miếng coi. Ở đây có lá sen. Cũng ngon. Có vị thơm thơm, nói chung ngon á. Ngon, ngon ngon. Cơm cũng ngon. Cơm xong nấu hột sen vô. Nhưng mà ít quá. Bốn người được chén cơm nè. Cho ăn. Ngày mai mua sen về nấu cơm. Đúng là ăn chay. Đổ, lấy cái lá sen đổ vô trộn trộn. Ăn chay nó ít. Đậu xanh. Bắp này có thể thu được. Là bắp đây rồi. À. Có cả bắp nữa nè. Đậu be. Đây nè bắp nè. Bắp hột nè. Có à. Mua, mua bắp hột à, bắp mua, Mỹ. Mua mì gói chay rồi ăn được. Ăn nó chưa đã, ăn miếng nữa đi. Anh ăn nữa vậy. Con này hấp con rồi chi. Ăn ơi, về măng lao ghẹ. Ăn ơi, ăn ăn, ăn bé ba. Nó ớn quá. Ớn quá. Nò quá. Này nó hấp rồi có khúc cháy nữa. Người đẹp ăn hả người đẹp? Trời. Có một miếng trắng nào. Nó cuốn cái lá sen là hay á. Trong nó vô khúc cháy nó đắng. Hôm mai mai về nấu cho. Ok. Trong này có đậu xanh nữa.